Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin Thế giới. Bản tin đầu tiên đến từ Nam Phi, đánh bom xăng trong cuộc đình công của tài xế taxi. Chính quyền của thành phố Cape Town thông báo nhiều vụ tấn công gây thiệt hại vừa xảy ra liên quan tới cuộc đình công theo lời kêu gọi của hội đồng taxi quốc gia Nam Phi trong cuối tuần vừa qua. Cụ thể, một kho hàng của thành phố tại khu vực Delft ở ngoại ô của Cape Town đã bị tấn công bằng bom xăng khiến cho ít nhất là 7 phương tiện của các cơ sở khác nhau bao gồm cả xe cảnh sát đã bị hư hỏng hoặc là bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra thì ba phương tiện giao thông khác cũng đã bị đốt cháy trên phố Maczaka của thị trấn Khayelischa và bạo lực công cộng đã xảy ra tại khu vực Atlantis. Chính quyền của thành phố Cape Town đang xem xét khởi tố ít nhất là 110 vụ án hình sự đối với các sự việc liên quan đến đình công từ ngày 4 tháng 8 cho đến nay. Trước đó, thì mặc dù kêu gọi đình công xong, Hội đồng Taxi Quốc gia Nam Phi đã lên án các hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng và đe dọa. Cuộc đình công đã bắt nguồn từ quyết định của thành phố Cape Town về việc thực hiện đạo luật trao quyền cho cảnh sát tạm giữ những chiếc taxi phạm luật thay vì là phạt tiền. Tuy nhiên, thì nhiều người biểu tình đã có hành động cực đoan, phá hoại phương tiện trên đường phố và phóng hỏa xe buýt. Bệnh viện Vanguard ở Bontebok. Trung tâm của thủ đô Cape Town đã phải đóng cửa. Ukraine bắt nữ nghi phạm âm mưu ám sát tổng thống Zelensky, một phụ nữ Ukraine vừa bị bắt giữ và thẩm vấn với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống Volodymyr Zelensky. Thông tin này được cơ quan an ninh Ukraine công bố vào ngày 7 tháng 8 theo ABC News. Nữ nghi phạm được xác định đến từ thành phố Mykolaiv nhưng không nêu tên công khai và đang bị thẩm vấn. Nhà chức trách xác định nghi phạm là một mắt xích trong âm mưu ám sát tổng thống Volodymyr Zelensky khi ông tới thị sát mặt trận tiền tuyến Mykolaiv ở phía đông nam Ukraine hồi tuần trước. Khi các nhà điều tra thu thập thêm thông tin, họ phát hiện rằng nghi phạm này đã tới và chụp ảnh các hệ thống phòng thủ kho đạn dược của Ukraine trên khắp khu vực Ochakov, rồi chuyển cho Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã được thông báo về cuộc đấu tranh chống lại những kẻ phản bội ở Ukraine trong cuộc điện đàm hàng ngày với giới chức Ukraine hôm nay. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Nga, ghi nhận tuần giao dịch đồng rúpo kém nhất từ đầu năm cho đến nay. Trong phiên giao dịch mới nhất từ ngày 7 tháng 8 thì đồng rúpo của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 16 tháng qua với 96 rúpo đổi 1 mỹ kim tương đương với 4% các nhà chức trách của Nga cho biết là xuất cảng sụt giảm và nhập cảng phục hồi là nguyên nhân chính khiến cho đồng ruble giảm. Trước đó, thì đồng ruble chạm mức là 96.4 ruble đổi một Mỹ Kim và là mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 3 năm ngoái. Những người tham gia thị trường cho rằng do các công ty phương Tây rời khỏi Nga khiến cho nhu cầu ngoại tệ lớn, làm gia tăng sự biến động của thị trường tiền tệ. Các chuyên gia cho rằng là nhu cầu ngoại tệ sẽ giảm bớt vì các nhà nhập cảnh có thể phải mất niềm tin vào khả năng bán đồng Rupee được giá cao. Ukraine phát hành tem in hình chiến đấu cơ F16 của Mỹ. Ukraine vừa thông báo phát hành loại tem có hình máy bay F16 của Mỹ, hãng tin AFP cho biết hàng trăm ngàn người đã xếp hàng trước bưu điện quốc gia. Posta ở thủ đô Kiev để mua con tem mới này. Công ty bưu điện Aposta cho biết họ đã ra mắt thiết kế tem với tên gọi kẻ hủy diệt cái ác nhằm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với loại máy bay này, tức F-16. Tổng giám đốc Igor Slavlansky của Aposta nói, trong khi chúng ta chờ đợi sự có mặt của máy bay F-16, chúng tôi quyết định ra mắt loại tem mới này. F-16 là dòng chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ mới của Mỹ, được Ukraine xem như nhân tố có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Nga và Ukraine. Trong bộ tem mới, tiêm kích F-16 được thiết kế xếp hàng thành các lỗ trong dụng cụ bào sợi của nhà bếp. Dụng cụ này bao một tòa tháp của Điện Kremlin thành từng sợi trong một cái tô trắng bên dưới. Hình ảnh nhằm diễn tả những chiếc F-16 Ukraine sẽ hủy hoại lực lượng Nga bộ tem bộ tem này nhắm tới khách hàng là các nhà sưu tập. Đợt in đầu tiên có số lượng 600.000 tấm, một bộ tem 4 tấm có giá 156 Hervina, tương đương hơn 4 mỹ kim. Số tiền có được sẽ sung quỹ mua máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang. Theo AFP, những người mua tem ở khi vừa qua cho biết họ thích thiết kế này nhưng mong muốn tốt hơn hết Ukraine sẽ có máy bay F-16 thật. Việc đào tạo và chuyển giao F-16 cho Ukraine sẽ mất nhiều tháng. Trong khi đó thì điện Kremlin phủ nhận Nga có ý định chiếm đóng thêm lãnh thổ ở Ukraine. Trong cuộc họp báo mới nhất, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là kiểm soát đối với Crimea và bốn vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chiếm đóng cuối năm ngoái, ám chỉ họ không có ý muốn mở rộng quy mô lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine. "Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát tất cả lãnh thổ mà chúng tôi đã đưa vào hiến pháp." Ông Peskov đã trả lời như trên với câu hỏi của phóng viên của tờ New York Times. Nga chiếm đóng Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến tháng 10 của năm 2022, Nga đã tiếp tục chiếm đóng thêm 4 tỉnh của Ukraine gồm có Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk theo hình thức tương tự. Mặc dù vậy, thì Moscow đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả trưng cầu ở các vùng lãnh thổ nói trên Kiev tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục đường biên giới được quốc tế công nhận vào năm 1991, trong đó có Crimea. Chiến tranh Nga và Ukraine đã kéo dài gần 18 tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục cuộc xâm lược Ukraine trong tương lai gần và cho rằng không có cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình với Kiev. Niger đóng không phận vì nguy cơ can thiệp quân sự quốc gia ở tây phi niger đã quyết định đóng không phận khi hạn chót khối đậu cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi cảnh báo can thiệp quân sự nếu không trao trả quyền lực cho tổng thống bị lật đổ mohamed bazoum đang gần kề Đối mặt với mối đe dọa can thiệp đang trở nên rõ ràng hơn qua sự chuẩn bị của các nước láng giềng, Niger đóng không phận từ ngày 7 tháng 8 cho tới khi có thông báo mới, đại diện chính quyền quân sự Niger cho biết, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phản ứng lập tức và quyết liệt nếu không phận bị xâm phạm. Người này cho biết hai quốc gia ở Trung Phi đã chuẩn bị lực lượng để can thiệp quân sự, song không nêu chi tiết quân đội niger cùng tất cả lực lượng quốc phòng và an ninh với sự hỗ trợ không ngừng từ người dân sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi đại diện chính quyền quân sự niger tuyên bố Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi chưa phản hồi tuyên bố từ Niger cũng như chưa thông báo hành động tiếp theo của khối này khi đã qua hạn chót. Trước đó, khối này đã đồng thuận kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nếu phe đảo chính không khôi phục chính quyền dân sự. Phái đoàn cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi trước đó đã đến thủ đô Niamey của Niger nhưng quay về trong ngày mà không đạt được kết quả đột phá nào. Chìm 3 tàu ở địa Trung Hải, hàng chục người mất tích Hãng tin Reuters dẫn lời một viên chức tư pháp của Tunisia giấu tên đã cho biết ít nhất là 4 người đã thiệt mạng và 51 người mất tích khi một con tàu chở dân di cư bị chìm ở vùng biển gần đảo Kirkana của nước này. Những người có mặt trên con tàu đó đến từ những quốc gia thuộc khu vực hạ Sahara của châu Phi. Vị viên chức đã nói như trên. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên của nước Ý cùng ngày tuyên bố đã giải cứu hàng chục người có mặt trên hai tàu chở dân tị nạn khác bị chìm ở vùng biển phía nam của nước này. Vụ việc này đã khiến cho hai mẹ con thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích. Rất may, chúng tôi đã giải cứu được 57 người ở vùng biển gần đảo Lampedusa khi biển động. Theo chúng tôi được biết, thì hai con tàu bị chìm này xuất phát từ thành phố Sfax của Tunisia, một điểm nóng về hoạt động di cư nguồn tin từ lực lượng tuần duyên của nước Ý đã cho hay. Theo thông tin từ hãng thông tấn ANSA của nước Ý, hai mẹ con thiệt mạng trong vụ chìm tàu gần đảo Lampedusa của nước này tới từ bờ biển Nga. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng sợ khỏi màn hình của Sài TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Giá nhiên liệu tăng cao đang gây áp lực cho chính phủ Mỹ. Giá dầu thô thế giới đã tăng 20% trong mùa hè này sau khi Saudi Arabia và Nga cắt giảm nguồn cung, đẩy giá xăng tại Mỹ leo lên mức đỉnh của 9 tháng. Giá nhiên liệu tăng cao đang gây áp lực cho Washington trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden sử dụng quân bài lạm phát giảm và sức mạnh của nền kinh tế để thu hút lá phiếu cử tri cho cuộc tái tranh cử sẽ diễn ra vào năm 2024. Tổng thống Joe Biden đang sử dụng cụm từ Bidenomics để làm nổi bật nỗ lực và thành tựu của chính quyền đương nhiệm đối với nền kinh tế trong nước. Trong những tuần gần đây, ông Biden liên tục nói về Bidenomics, nhấn mạnh đến việc lạm phát hạ nhiệt và lượng việc làm mới ở mức kỷ lục. Trong khi đó, các đối thủ của Đảng Cộng hòa đã bám vào việc giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây để chỉ trích đường lối điều hành kinh tế của Đảng Dân chủ và tổng thống Biden. Nguyên cố vấn của cựu Tổng thống George W. Bush, Bob McNally, người đứng đầu công ty tư vấn Rapiden Energy Group, nhận định giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của những người tiêu dùng cũng như độ tín nhiệm của cử tri đối với Tổng thống Mỹ. Một viên chức tòa bạch ốc cho biết chính phủ đang tiếp tục theo dõi sát giá xăng dầu. Tuy nhiên, viên chức này lưu ý giá xăng hiện vẫn thấp hơn một mỹ kim so với mức đỉnh được lập vào hồi mùa hè năm ngoái. Cơ quan năng lượng quốc tế đã lên tiếng cảnh báo rằng thị trường dầu thô thế giới sẽ thắt chặt đáng kể trong những tháng tới. Nhiều nhà phân tích dự báo giá dầu thô thế giới có thể tăng lên ngưỡng 100 Mỹ Kim một thùng trong năm nay. Quay sang bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, phe bảo thủ kiện để chặn ông Biden hủy 39 tỷ tiền nợ sinh viên. Hai nhóm bảo thủ đã yêu cầu một tòa án liên bang hãy chặn đứng kế hoạch của chính phủ tổng thống Biden hủy bỏ 39 tỷ tiền vay của 800.000 sinh viên lúc còn đi học. Trong một vụ kiện để nộp trước tòa liên bang tại Michigan, các nhóm này lập luận rằng chính quyền đã vượt quá quyền hạn của mình khi loan báo việc tha nợ vào hồi tháng 7, chỉ mấy tuần sau khi tối cao pháp viện bác bỏ một kế hoạch hủy nợ to lớn hơn do tổng thống Joe Biden đề xướng đơn kiện của các nhóm bảo thủ yêu cầu tòa phán quyết rằng kế hoạch hủy nợ đó là bất hợp pháp và không để cho bộ giáo dục thi hành kế hoạch đó trong khi vụ kiện còn đang tiến hành vụ kiện được tân liên hiệp quyền tự do dân sự thay mặt cho trung tâm machinac về chính sách công và viện cato đệ nạp bộ giáo dục gọi vụ kiện này là một mưu toan tuyệt vọng của các nhóm lợi ích thuộc cánh hữu nhằm giữ cho hàng ngàn người vay tiền cứ phải mắc nợ hoài. Chúng tôi sẽ không lùi bước hoặc là nhường một tất nào khi vấn đề đụng chạm tới công cuộc bảo vệ các gia đình lao động. Bộ Giáo dục lên tiếng qua một bản thông báo. Sự kiện này là một phần trong các đợt thách thức pháp lý mà đảng Cộng Hòa đã dán vào các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden muốn giảm thiểu hoặc là hủy bỏ các món nợ của hàng triệu sinh viên Hoa Kỳ. Thành phố Atlanta phá một ngôi nhà vì lầm lẫn rồi đâm đơn kiện chủ nhà. Một người đàn ông ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia cho hay các giới chức thành phố đã vì nhầm lẫn mà phá đổ ngôi nhà của ông, rồi bây giờ lại ra lệnh tịch thu ngôi nhà này để trừ món nợ do chi phí phá ngôi nhà gây ra. Chủ nhà Everett Tribodis nói với đài WSB TV rằng ông lấy làm kinh ngạc khi nhận được tin mình bị thành phố kiện, báo cho ông biết rằng họ dự tính tịch thu ngôi nhà của ông tại khu Tây Nam Atlanta. Tôi sẽ không để thành phố chiếm đoạt ngôi nhà của tôi, tôi sẽ kiện họ đến cùng, Ông Tripodis nói và cho biết thêm rằng ông cũng đang kiện thành phố về chuyện ngược ngạo như trên. Bản tin cho biết thành phố Atlanta bắt đầu gửi ra thông báo vào hồi tháng 3 về vụ phá dỡ nhà vì cho rằng ngôi nhà đó không đủ tiêu chuẩn để cư ngụ. Có điều thông báo này được gửi cho chủ nhà dưới hình thức thư bảo đảm nhưng đã bị đóng dấu trả lại cho người gửi. Chỉ đơn giản là vì thành phố gửi thư không đúng địa chỉ nên không có ai nhận. Lá thư thông báo được gửi về địa chỉ Lawton Avenue với zip code là 30314, trong khi ngôi nhà của ông Trivodis thì lại nằm trên đại lộ Lawton Street với zip code là 30310, tức là cách xa nhau tới 1,5 mile. Mặc dù thành phố đã biết rõ vấn đề là như thế, nhưng trong đơn kiện ông Trivodis, họ lập luận rằng tài sản đó phải được đem bán công khai trừ phi một trong hai người liên lạc để trả đầy đủ số tiền nợ về chi phí đập phá ngôi nhà. Số tiền ghi trên hóa đơn gửi cho ông Trivodis là 68.000 Mỹ Kim. Tiếp theo là bản tin liên quan đến ông Trump cảnh báo truy tố ông Biden nếu tái đắc cử tổng thống. Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại Alabama, cựu tổng thống Donald Trump cho biết nếu tái đắc cử vào ngày đầu tiên trở lại tòa bạch ốc sau cuộc bầu cử năm 2024, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra hành vi phạm pháp tiềm ẩn của gia đình tổng thống Joe Biden. Theo ông Trump thì công tố viên này sẽ nghiên cứu từng cáo buộc mà Quốc hội đưa ra liên quan đến tất cả các hành vi gian trá bao gồm các khoản tiền từ Trung Quốc cũng như là từ các nước khác chảy vào túi của gia đình ông Biden. Ông Trump cũng nói với đám đông ủng hộ rằng là những cáo buộc giả mạo nhằm vào ông tương tự hành vi can thiệp bầu cử. Mặc dù ông Trump không giải thích chi tiết về cáo buộc của ông nhưng chúng được cho là liên quan tới con trai của tổng thống Biden, Hunter Biden. Ông Hunter bị cáo buộc trốn thuế trong năm 2017 và 2018. Trong thời gian này thì ông được cho là đã kiếm được hơn 1.5 triệu Mỹ kim nhưng không nộp khoản thuế liên bang hơn 100.000 Mỹ kim. Vào ngày 26 tháng 7 thì ông Hunter Biden đã tới tham dự phiên điều trần tại tòa án quận hạt Wilmington của tiểu bang Delaware. Theo kế hoạch ban đầu, thì con trai của Tổng thống Joe Biden sẽ nhận các tội danh liên quan đến thuế nhằm để giảm án, nghĩa là ông chỉ phải triệu 2 năm quản chế thay vì là bị phạt tù. Tuy nhiên, thì ông Hunter cuối cùng đã không nhận tội trốn thuế. Đội ngũ luật sư của Hunter Biden cho biết là tuân, thân chủ của họ không thể nhận tội này khi không được bảo đảm quyền miễn truy tố các cáo buộc khác. Trong khi đó, thì một đại bồi thẩm đoàn liên bang do công tố viên đặc biệt Jack Smith triệu tập mới đây đã truy tố ông Trump 4 tội danh liên quan đến cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Pence để ngỏ khả năng làm chứng vụ bạo loạn đồi Capitol, trong chương trình của đài NBC phát sóng mới đây, cựu phó tổng thống Mike Pence cho biết, ông chưa có kế hoạch ra làm chứng nếu phiên tòa xử cựu tổng thống Trump liên quan đến cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 diễn ra. Tuy nhiên, ông Pence cũng không loại trừ khả năng này. "Mọi người có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp", ông Pence nói. "Nếu được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ chấp hành và chỉ nói ra sự thật." Cựu phó tổng thống Pence cho biết John Lauro, luật sư của ông Trump, cho biết sẽ hoan nghênh lời khai của cựu phó tổng thống Pence nếu ông ra làm chứng trước tòa. Ông Lauro lập luận rằng bất cứ hành động nào mà cựu tổng thống Trump thực hiện sau cuộc bầu cử năm 2020 đều được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Ông Pence, 64 tuổi, đang chạy đua để trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông trở thành nhân vật trung tâm trong cáo buộc hình sự mới nhất nhằm vào cựu tổng thống Trump được công bố ngày 1 tháng 8 liên quan đến vụ bạo loạn đồi Capitol. Cáo trạng dài 45 trang nói trên gồm 4 cáo buộc là âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở và cản trở một quy trình chính thức và âm mưu tước quyền bầu cử công bằng của cử tri. Ông Trump tuyên bố không nhận tội với tất cả các cáo buộc này. Vào ngày diễn ra vụ bạo loạn tại nhà tòa nhà Quốc hội Mỹ tháng Giêng năm 2021, ông Pence chủ trì kiểm phiếu đại cử tri với tư cách là chủ tịch Thượng viện để công nhận ông Joe Biden chiến thắng bầu cử tổng thống. Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump khi đó tràn vào tòa nhà Quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quá trình kiểm phiếu và thậm chí đòi treo cổ ông Pence. Quay sang bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, một bà bầu đã bị bắt oan vì lỗi nhận diện khuôn mặt. Portia Woodruff, một người phụ nữ ở Detroit, đã kiện chính quyền của thành phố này sau khi đã bị cảnh sát bắt với cáo buộc là cướp xe do lỗi nhận diện khuôn mặt, dù khi đó cô đang mang bầu 8 tháng. Woodruff, 32 tuổi, đang chuẩn bị đưa hai con đi học vào ngày 16 tháng 2, thì 6 cảnh sát đã ập tới, chia lệnh bắt cô với cáo buộc cướp tài sản và cướp xe. NBC đã dẫn hồ sơ tòa án cho biết như trên. Woodruff ban đầu tưởng là nhóm cảnh sát này nói đùa vì cô lúc đó đang mang thai 8 tháng, nhưng cô vẫn bị bắt do công nghệ nhận dạng khuôn mặt không đáng tin cậy. Công nghệ này cho ra loạt bức ảnh những người bị tình nghi liên quan và dựa trên những bức ảnh đó, nạn nhân của vụ cướp cho rằng là Woodruff là một nghi phạm. Hồ sơ của tòa án đã cho hay Cụ thể, nạn nhân được cho xem ảnh của một số người có khả năng là nghi phạm và cho rằng Woodruff chính là người phụ nữ mà anh ta ở cùng khi bị cướp. Dù có thể truy cập vào hồ sơ lái xe mới nhất, thám tử vẫn sử dụng ảnh của Woodruff từ 8 năm trước trong một vụ án vào năm 2015 để nạn nhân nhận diện. Ngày Woodruff bị bắt thì cô đã yêu cầu các sĩ quan kiểm tra lại để xác nhận người đang bị cảnh sát tình nghi có mang thai hay không, nhưng họ đã từ chối. Đến tối ngày 16 tháng 2, thì cô đã được thả khỏi trung tâm giam giữ Detroit với số tiền bảo lãnh là 100.000 Mỹ Kim. Vào ngày 6 tháng 3, thì phòng công tố quận hạt Wayne đã hủy hồ sơ vụ án và xác định Woodruff đã bị bắt oan. Cảnh sát trưởng của Detroit là James White cho biết là đang xem xét nghiêm túc đơn kiện của Woodruff, nhưng không bình luận thêm. Tesla bị kiện vì phóng đại phạm vi di chuyển của xe. Theo CBS News, hãng xe điện lớn nhất thế giới Tesla vừa mới bị ba khách hàng khởi kiện với lý do đã thổi phồng quá mức về phạm vi di chuyển sau một lần charge của một số mẫu xe. Đây là một vụ kiện tập thể cấp liên bang. Porter et al. vs. Tesla được đệ trình lên tòa án quận hạt Bắc California. Có ba nguyên đơn ở California trong vụ kiện, bao gồm James Porter ở thành phố Petaluma, Brian Perez và Drew Estrali Espanian. Nếu vụ kiện này được chấp thuận, tình trạng kiện tập thể bất kỳ ai trong tiểu bang đã từng mua một số mẫu xe Tesla gặp tình trạng tương tự cũng sẽ được bồi thường nếu phía nguyên đơn thắng kiện sau này. Trong đơn khiếu nại, ông Porter sở hữu một chiếc Model Y Performance, nhận thấy có sự khác biệt trong phạm vi di chuyển của chiếc xe so với những gì Tesla quảng cáo. Sau khi nhận chiếc xe Tesla của mình vào tháng 6 năm ngoái, ông Porter Charge đầy bình, thực hiện chuyến đi kéo dài 2 giờ để thăm gia đình cách đó khoảng 150 km tức 100 miles. Khi đến nơi ông nhận thấy dung lượng bình điện chỉ còn khoảng 40%. Ông Perez sở hữu một chiếc Model 3 Long Range cũng khiếu nại với vấn đề tương tự. Sau khi nhận chiếc xe Tesla của mình, ông Perez đầy bình thực hiện chuyến đi khoảng 90 dặm để thăm cha mẹ, trở về nhà sau chuyến đi khoảng 180 dặm, ông nhận thấy rằng bình điện của xe chỉ còn khoảng 10 đến 15%. Các nguyên đơn cáo buộc Tesla đã quảng cáo sai về phạm vi di chuyển các mẫu xe của mình, đưa ra con số quá cao khi bán chúng cho khách hàng. Trong một trường hợp phạm vi di chuyển được cho là cao hơn 26% so với thực tế, đơn kiện cho rằng các hoạt động kinh doanh không công bằng, quảng cáo không trung thực như vậy đã làm cho người mua bị thiệt hại. Phía Tesla chưa trả lời yêu cầu bình luận của các phóng viên về vụ kiện. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Thủ tướng Israel quyết tâm thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần Ủy ban Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao. Biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp. Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, thủ tướng Netanyahu cho biết đang tìm kiếm sự đồng thuận trong vấn đề này và có thể sẽ tạm hoãn phần còn lại của kế hoạch cải cách tư pháp. Theo quy định hiện hành của Israel, tòa án tối cao và chính phủ có vai trò ngang nhau trong việc lựa chọn thẩm phán tòa án tối cao. Tuy nhiên thì dự thảo luật mới do chính phủ của Israel giới thiệu đưa ra sự điều chỉnh về thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao giúp chính phủ có thể toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao. Ngay khi trở lại nắm quyền vào tháng 12 của năm ngoái, thủ tướng Netanyahu đã thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp theo hướng hạn chế quyền lực của tòa án tối cao nước này. Tuy nhiên thì kế hoạch trên đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ các đảng phái chính trị đối lập. Các cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp diễn ra ở nhiều thành phố của Israel từ đầu năm cho đến nay gây ách tắc giao thông và cản trở các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, thì kế hoạch cải cách tư pháp cũng được nhiều người ủng hộ, nhất là những người theo đạo do thái chính thống và siêu chính thống cực đoan, khi cho rằng là việc này sẽ khôi phục tính cân bằng cho ba nhánh quyền lực của đất nước. Sập nhà tại thủ đô Tehran khiến ba người thiệt mạng. Truyền thông Iran đưa tin có nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong ngày 7 tháng 8 khi một số tòa nhà chưa hoàn thiện tại thủ đô Tehran bị sập. Theo hãng tin ISNA, vụ việc xảy ra khi nhà chức trách đang phá dỡ một tòa nhà không an toàn ở quận 19 dưới sự giám sát của cảnh sát. Hoạt động này đã khiến năm tòa nhà liền kề cũng không đáp ứng được yêu cầu an toàn bị sập theo, làm bốn cảnh sát và hai người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực để giải cứu những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đến nay họ đã giải cứu được bốn người. Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng cứu nạn Tehran cho biết, một trong những tòa nhà bị sập hoàn toàn và các tòa nhà khác bị sập một phần. Các tòa nhà này đang được xây dựng và không có người sinh sống. Theo nguồn tin, ba người đã thiệt mạng sau khi được đưa ra khỏi các đống đổ nát. Người phát ngôn trên cho biết thêm hiện chưa rõ có bao nhiêu người mắc kẹt trong đống đổ nát. Hoa Kỳ hướng đến nguồn đất hiếm dồi dào ngay cạnh Trung Quốc. Thủ tướng Mông Cổ vừa có chuyến công du nước Mỹ để bàn về việc đôi bên hợp tác trong lĩnh vực khai thác và xuất cảng đất hiếm. Reuters dẫn lời Thủ tướng Mông Cổ Union Odin Lovsan cho biết một cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris ở Washington mới đây, đôi bên đã bàn về việc hợp tác trong lĩnh vực khai thác đất hiếm và các khoáng sản khác ứng dụng cho lĩnh vực công nghệ cao. Nằm giữa hai nước láng giềng lớn là Trung Quốc và Nga, Mông Cổ có trữ lượng đồng và nhiều loại đất hiếm dồi dào, rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghệ cao, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng cũng như là chiến lược phát triển xe hơi điện và các loại năng lượng tái tạo. Tổng thống Joe Biden muốn điện khí hóa thị trường xe hơi để giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu. Trang mạng khoa học Hoa Kỳ Scientific American cho hay, hiện tại Mông Cổ sản xuất khoảng 1.4% đồng và 1% molybdenum của thế giới. Molybdenum là một khoáng chất cần cho sản xuất pin mặt trời và công nghệ điện gió. Ngoài ra, thì người đứng đầu chính phủ Mông Cổ cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đôi bên đã ký thỏa thuận hàng không dân dụng bầu trời mở và cam kết hợp tác kinh tế sâu rộng hơn nữa. Dự kiến Mông Cổ sẽ có đường bay thẳng đến Hoa Kỳ vào năm 2024. Một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết bằng những cách sáng tạo, Hoa Kỳ có thể giúp cho Mông Cổ xuất cảng đất hiếm ra thị trường thế giới mua một tặng một Trung Quốc ra sức nỗ lực phục hồi ngành địa ốc. Các dự án nhà ở đang xây dở hay gần như bỏ hoang là khung cảnh thường thấy tại thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Mua một căn tặng một căn là nội dung quảng cáo tại một dự án ở ngoại ô thành phố. Và dù được mời chào hấp dẫn, cái giá 202.000 Mỹ Kim vẫn là quá đắt cho hầu hết mọi người. Nikkei dẫn lời một người dân địa phương cho biết, mức lương tháng trong vùng trung bình chỉ khoảng 400 đến 550 Mỹ Kim. Dù họ có giảm giá nữa, cũng không có ai mua, Người này nói thêm, nhà ở không bán được là một trong những ví dụ cho thấy sự suy thoái rõ nhất trên thị trường địa ốc Trung Quốc, điều mà các nhà hoạch định chính sách nước này đang phải thừa nhận, doanh số bán nhà theo diện tích sàn tại Trung Quốc giảm 26,8% năm 2022 và vẫn đang giảm thêm 2,8% vào nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Địa ốc và nhiều ngành khác có liên quan chiếm 30% GDP của Trung Quốc. Khi thị trường có nhu cầu cao, ngành này tăng trưởng rất nhanh, nhưng hiện nay nó đang là gánh nặng cho nền kinh tế Trung Quốc. Trước tình hình này, trong cuộc họp với các doanh nghiệp, thống đốc Pan Gong của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, Ngân hàng Trung ương này sẽ thúc đẩy việc mở rộng các công cụ hỗ trợ tài chính cho trái phiếu tư nhân, cùng lúc củng cố thị trường tài chính cho sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp. Đây là hành động mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm củng cố tiềm niềm tin của thị trường, cũng như cam kết hỗ trợ khối tư nhân và thị trường địa ốc đang tăng trưởng chậm. Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đắt hàng ở châu Á Vài tháng sau khi Malaysia quyết định mua máy bay không người lái Ankar của Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cũng đã làm theo và đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm để bổ sung những chiếc máy bay không người lái hiện đại cho quân đội của mình. Bộ quốc phòng Indonesia thông báo họ đã ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để mua 12 máy bay không người lái tiên tiến trị giá 300 triệu Mỹ kim, đánh dấu một bước nữa trong nỗ lực hiện đại hóa thiết bị quân sự của nước này. Thỏa thuận với tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ có trụ sở tại Ankara đã được ký kết vào tháng 2, với việc chuyển giao máy bay không người lái dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 32 tháng kể từ khi ký kết. Thỏa thuận toàn diện không chỉ bao gồm việc mua sắm máy bay không người lái, mà còn cung cấp các điều khoản cho công tác đào tạo cơ bản và huấn luyện chuyến bay mô phỏng. Mặc dù tuyên bố chính thức về các mẫu máy bay không người lái cụ thể vẫn còn được giữ bí mật, nhưng các nguồn truyền thông đã trích dẫn lời của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Temel Kutil, xác nhận rằng thỏa thuận sẽ bao gồm các máy bay không người lái có khả năng sát thương Ankara. Theo thỏa thuận mới, thì lô hàng đầu tiên gồm có 6 chiếc máy bay không người lái Ankar sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi 6 chiếc tiếp theo sẽ được lắp ráp tại Indonesia thông qua chương trình chuyển giao công nghệ hợp tác với công ty quốc phòng PT Degantara Indonesia. Năm nay, thì Bộ Quốc phòng của Indonesia đã được cấp khoản phân bổ lớn nhất từ tổng ngân sách của đất nước, với tổng trị giá là 134.3 ngàn tỷ rupiah, tức là khoảng 8.9 tỷ Mỹ Kim. Đây là hành động cụ thể hóa cam kết củng cố năng lực quân sự của nước này. Ba sân bay quốc tế ở Nam Hàn bị đe dọa đánh bom khủng bố, sau khi xuất hiện bài viết trên mạng trực tuyến đe dọa đánh bom sân bay quốc tế Jeju sáng 7 tháng 8, cảnh sát Nam Hàn đã tiến hành lục soát sân bay này. Cảnh sát cho biết bài đăng được tải lên một trang mạng xã hội vào tối 6 tháng 8 với nội dung đe dọa tiến hành đánh bom khủng bố vào sân bay quốc tế Jeju vào lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 8. Đối tượng trên cho biết một quả bom đã được cài đặt tại sân bay và đe dọa sẽ nâm những người ra khỏi sân bay. Sau khi phát hiện bài đăng, cảnh sát Nam Hàn đã tiến hành lục soát sân bay trong 2 giờ nhưng không tìm thấy chất nổ nào. Trong sáng ngày 7 tháng 8, cảnh sát cũng đã khám xét sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố cảng phía đông nam Busan và sân bay quốc tế Daegu tại thành phố phía đông nam Daegu sau khi hai sân bay này cũng bị đe dọa tương tự. Một bài đăng khác được tải lên lúc khuya ngày 6 tháng 8, cảnh báo về một vụ đánh bom khủng bố tại sân bay quốc tế Daegu vào ngày 9 tháng 8 và đe dọa đâm chết tất cả mọi người. Ngoài việc tăng cường an ninh tại các sân bay, cảnh sát cũng đang nỗ lực truy tìm đối tượng tung các thông tin này, đồng thời tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc. Trong khi đó, Nam Hàn và Trung Quốc nối lại các tuyến du lịch đường biển đại diện của ngành vận tải biển Nam Hàn cho biết là các tuyến du lịch đường biển giữa Nam Hàn và Trung Quốc sẽ nối lại sau 3 năm 7 tháng bị đình chỉ vì đại dịch Covid-19. Cụ thể thì hãng vận tải biển Giao John Shipping thông báo sẽ bắt đầu vận chuyển hành khách bằng phà xe hơi trên chuyến Weihai Piontech từ ngày 9 tháng 8. Trong khi đó thì phà Yên Đài và phà Weidong sẽ lần lượt bắt đầu hoạt động phà xe hơi từ ngày 10 tháng 8 để chở hành khách trên các chuyến Yên Đài, Pyeongtaek và Uy Hải, Incheon. Phà Weidong cũng sẽ bắt đầu vận chuyển hành khách qua tuyến Thanh Đảo, Incheon từ ngày 11 tháng 8. Đây là lần đầu tiên hoạt động vận tải hành khách bằng đường biển giữa Trung Quốc và Nam Hàn hoạt động trở lại kể từ tháng Giêng của năm 2020 khi chính sách phong tỏa nghiêm ngặt của Trung Quốc đề phòng dịch Covid-19, cấm hành khách của Trung Quốc đi du lịch đến và đi từ nước ngoài. Vào hồi tháng 3, thì cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Nam Hàn đã công bố kế hoạch bình thường hóa hoạt động của các chuyến phà xe hơi Nam Hàn và Trung Quốc sau khi Trung Quốc đã nới lỏng các chính sách phòng tỏa. Một viên chức của cảng vụ Incheon cho biết là chính phủ của Nam Hàn đã bật đèn xanh cho việc vận chuyển hành khách qua phà chở xe hơi đến Trung Quốc và ngược lại. Nhưng do quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Nam Hàn và Trung Quốc, việc vận chuyển hành khách thực tế gặp khó khăn. Tuy nhiên thì dịch vụ phà giữa hai nước sẽ dần hoạt động trở lại trong bối cảnh nhu cầu du khách của Trung Quốc đến Nam Hàn gần đây đã tăng lên sau các chính sách nới lỏng phong tỏa và tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 được kiềm chế. Vâng, kính thưa quý vị vừa rồi so là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng sợ màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. <laughs> Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. WHO và UNICEF cảnh báo về chiến lược tiếp thị sữa sai lệch ở Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF vừa đưa ra cảnh báo về các chiến lược tiếp thị sữa công thức ở Việt Nam mà các tổ chức này cho rằng những quảng cáo về việc cải thiện chiều cao và cân nặng là không có đủ căn cứ khoa học. Trong một tuyên bố chung đưa ra nhân tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 17 tháng 8, WHO và UNICEF nói rằng có những tuyên bố gây hiểu lầm khi tiếp thị sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh cả trên toàn cầu và ở Việt Nam hai tổ chức bảo vệ sức khỏe người dân và trẻ em toàn thế giới khuyến cáo rằng các chiến dịch tiếp thị sữa ở việt nam là mang tính lợi dụng hai tổ chức đưa ra cảnh báo sau khi who công bố báo cáo toàn cầu về tiếp thị sữa công thức ảnh hưởng đến quyết định nuôi dưỡng trẻ nghiên cứu đa quốc gia này tiết lộ các chiến lược tiếp thị sai lệch về sữa công thức ở việt nam trong đó thường có các tuyên bố không có cơ sở khoa học như sữa công thức có thể giúp trẻ phát triển chiều cao cân nặng hoặc trí não những tuyên bố tiếp thị gây hiểu lầm làm trầm trọng thêm những thách thức mà các bậc cha mẹ phải đối mặt bằng cách làm tăng sự lo lắng về việc cho con bú và chăm sóc trẻ sơ sinh who và unicef nói trong tuyên bố chung đưa ra mới đây ở việt nam các chuyên gia y tế đã nói về việc nhận tài trợ cho nghiên cứu hoa hồng từ việc bán hàng và các sự kiện quảng cáo được thanh toán toàn bộ chi phí báo cáo của who cho biết cũng có bằng chứng cho thấy quan hệ đối tác giữa các công ty sữa công thức và cơ sở dinh dưỡng. Các chuyên gia của WHO cho rằng, để giải quyết các lỗ hỏng của pháp luật, cần kiểm soát truyền thông qua nền tảng kỹ thuật số, củng cố các cơ chế giám sát và thực thi pháp luật để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em khỏi các hoạt động tiếp thị thương mại gây hại. Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc đàm phán những vấn đề ít nhạy cảm trên biển. Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán vòng thứ 16 về hợp tác lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển dù hợp hành hơn chục năm qua. Từ năm 2011 thì tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu một phái đoàn sang thăm Bắc Kinh khi Hồ Cẩm Đào còn là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước của Trung Quốc đã để ký thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước. Từ đó cho đến nay thì qua 16 vòng đàm phán gần như không có bao nhiêu được thỏa thuận. Khi bản thỏa thuận ký kết với nhau đã nói rằng giải quyết các vấn đề trên biển tuần tự, dễ trước khó sau. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua khi sang thăm Trung Quốc và dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính được báo chí của trong nước dẫn lời nói rằng nhấn mạnh phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu của Hà Nội. Hơn thế nữa thì ông Chính còn được thuật lời nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là không cho phép thế lực nào chia rẽ Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó và sau đó, người ta vẫn thấy các tàu hải cảng và tàu dân quân biển của Trung Quốc ngang nhiên quần thảo trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Canh chừng không cho Việt Nam đặt các dàn khoan dò tìm các mỏ dầu khí mới, đặc biệt là tại bãi từ chính bất chấp các lời phản đối của cộng sản Việt Nam. Tình trạng tháo chạy khỏi mặt bằng nhà phố cho thuê ở Hà Nội quay trở lại. Gần đây tại các khu phố trung tâm của Hà Nội xuất hiện nhiều mặt bằng trống khi nhiều cửa hàng đóng cửa kinh doanh, không ít chủ cửa hàng tháo chạy khỏi các mặt bằng cho thuê vì tình trạng kinh doanh ế ẩm, thu lỗ kéo dài. Tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Bà Triệu, Cầu Giấy, nhiều cửa hàng cũng đồng loạt treo biển xả hàng, thanh lý, đại hạ giá để sang nhượng. Theo nhiều chủ kinh doanh, chi phí mặt bằng ngốn hết lợi nhuận trong khi lượng khách ngày một ít dần. Không ít cửa hàng kinh doanh thời trang, ăn uống, spa đã liên tục phải bù lỗ, gánh nợ, buôn bán không có lợi nhuận trong thời gian dài. Theo một số chuyên gia phân tích, người tiêu dùng hiện tại có nhiều lựa chọn hơn kể từ khi đại dịch Covid và các nhà bán lẻ sẽ cần thay đổi và thích nghi để phát triển trong bối cảnh hậu đại dịch. Theo đó, mua sắm trực tuyến đã và đang là lựa chọn mới của khách hàng trên nhiều phân khúc hàng hóa và các cửa hàng truyền thống cần được nhãn hàng nhìn nhận là nơi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ, những chỗ vui chơi, giải trí và mang lại các trải nghiệm thật mà hình thức thương mại điện tử không thể cung cấp năm học mới cận kề phụ huynh gánh đủ loại phí có người phải gửi con về quê học thời điểm con trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới cũng là lúc các bậc phụ huynh ngổn ngang trăm mối lo mua sắm đồ dùng học tập tiền học quần áo cho con theo vn express ngoài tiền sách vở quần áo dụng cụ học tập ngay đầu năm học phụ huynh phải đóng thêm tiền xã hội hóa phí vệ sinh ăn bán trú, học thêm và một số khoản đóng góp khác. Vì thế, mùa khai giảng được nhiều người gọi là mùa đóng góp tiền. Có thể với nhiều bậc phụ huynh thì chi phí đầu năm học không phải là vấn đề quá to tác, nhưng với một nhân viên văn phòng lương 8 triệu đồng một tháng, tức là tương đương với 337 Mỹ Kim như tôi thì rất chật vật. Gia đình tôi còn phải đi thuê nhà, tiền trọ mỗi tháng cũng tiêu tốn một nửa phần lương rồi. Một người mẹ đã kể như trên. Dù mong muốn các con đều có đồ dùng mới, song vì trăm mối lo, chỉ đành bấm bụng để con trai nhỏ sử dụng lại cặp sách, quần áo cũ của anh trai tiết kiệm một phần chi phí. Trong khi đó, thì một người cha quê ở Hà Tĩnh đã phải chuyển trường cho hai con từ Bình Dương về quê học vì không giải quyết được bài toán tài chính Trước đó thì gia đình của anh đã khăn gói tha hương cầu thực với mong muốn có được cuộc sống đỡ cực nhọc, nhưng hiện tại thì anh thừa nhận cả hai vợ chồng đã kiệt sức. Có thể thấy thì khoản chi đầu năm từ khoảng 5 cho đến 10 triệu đồng tức là khoảng 200 cho đến 400 mỹ kim là chuyện bình thường với những gia đình khá giả, nhưng lại là gánh nặng mất ăn mất ngủ với hầu hết các phụ huynh không có điều kiện kinh tế vững vàng đặc biệt là với những cặp vợ chồng có hai hoặc ba con cùng nhập học thì nỗi lo càng thêm nặng Giá tôm chạm đáy, người nuôi miền Tây treo ao, gần 20 năm nuôi tôm công nghiệp ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ông Nguyễn Văn Lập, 51 tuổi, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thành công mới, chưa bao giờ thấy nghề nuôi tôm lao đao như hiện tại. Giá nguyên liệu tôm thấp nhất trong 10 năm qua, nhiều người nuôi ở các tỉnh miền Tây thua lỗ, phải bỏ nghề, vay nóng, bị đại lý thức ăn kiện ra tòa. Theo ông Lập, Hiện gia đình giảm từ 8 ao trên diện tích 2 hectare xuống thành 2 ao nuôi cầm chừng. Những năm trước, nếu giá cả ổn định, ông thu lợi nhuận 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm, từ khoảng 17 đến 21 ngàn Mỹ Kim. Nhưng 3 năm nay chỉ toàn thua lỗ. Toàn ấp có hơn 700 gia đình nuôi tôm, sông hiện treo ao khoảng 30%, số còn lại đều giảm diện tích. Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu cho rằng giá tôm hiện tại là thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Người nuôi đứng ngồi không yên. Những người đã thu hoạch xong đang phân vân là có thể nuôi tiếp hay là treo ao, chờ giá lên. Gia đình nào còn tôm trong ao, khả năng lỗ rất cao, tôm kích cỡ càng lớn, lỗ càng cao. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng việc duy trì sản xuất của người dân, mà còn tác động không nhỏ đến mục tiêu xuất cảng mà tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng kỳ vọng đối với ngành tôm. Doanh nghiệp thủy sản lo ngại việc giá thành nuôi tôm của nông dân cao, trong khi giá mua thấp do thị trường sụt giảm sẽ khiến nhiều người bỏ nghề, dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến tôm vào cuối năm. Tiếp theo là bản tin liên quan đến khu vực lũ quét ở Hà Nội có nhiều công trình xây trái phép. Lãnh đạo của huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho hay là con đường bê tông và một số công trình xây dựng ở xóm Ban Tiện, nơi xảy ra lũ quét vùi nhiều xe hơi được xây dựng trái phép. Huyện đang cho rà soát để phân định rõ ranh giới đất rừng và đất ở. Trong đó, thì một căn nhà nằm ở điểm cao nhất tuyến đường bê tông, vi phạm luật xây dựng và chính quyền đã có phương án cưỡng chế từ tháng 8 của năm ngoái, nhưng do gia đình có người bệnh nặng, sau đó đã từ trần nên việc cưỡng chế được tạm hoãn. Tuyến đường bị đất đá vùi lấp do các hộ dân tự ý đổ bê tông không nằm trong quy hoạch không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Sau trận lũ, thì huyện đã huy động người và phương tiện cưỡng chế phá dỡ thành 4 hoặc là 5 điểm cắt ngang để thoát nước mưa. Theo thống kê của huyện Sóc Sơn, thì trong 6 tháng đầu năm nay, nhà chức trách đã phát hiện 187 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, phải lập hồ sơ xử phạt. Ngoài ra, thì chính quyền đã xử phạt 149 công trình vi phạm từ năm 2022 trở về trước theo các quy định và kết luận thanh tra của thành phố năm 2019 và quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến các công trình xây dựng trái phép. Lãnh đạo của Sóc Sơn cho rằng là việc xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm mới nhằm để răng đe những người khác. Để giải quyết căn cơ, huyện đang rà soát điều chỉnh quy hoạch rừng. Sau điều chỉnh thì công trình nào nằm trong đất rừng sẽ bị xử phạt công trình nằm ngoài thì cho chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mua bán súng tự chế, linh kiện lắp ráp vũ khí ngày càng phức tạp. Bộ Công an Việt Nam cho biết hành vi chế tạo, mua bán, sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, linh kiện để lắp ráp vũ khí ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo vừa được Bộ Công an gửi tới Bộ Tư pháp, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án đang có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và linh kiện lắp ráp vũ khí còn xảy ra ở nhiều địa phương, chủ yếu ở các tỉnh thành phố lớn, địa phương phức tạp về an ninh trật tự, có tuyến biên giới. Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng đã câu kết thành các nhóm đường dây sử dụng không gian mạng, dịch vụ bưu điện để mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ với số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ rất lớn. Ngoài ra, theo Bộ Công an, ở Việt Nam vẫn còn số lượng lớn vũ khí, bom mình do chiến tranh để lại tồn động ngoài xã hội, trong lòng đất chưa được phát hiện. Một bộ phận người dân vì lợi nhuận vẫn đào bới, tìm kiếm, mua bán, tàn trữ trái phép vũ khí, bom mình dẫn đến một số vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Năm năm qua, Công an Việt Nam đã vận động người dân giao nộp gần 100.000 khẩu súng các loại, chủ yếu từ nhóm đối tượng đồng bào dân tộc và nhóm công an gọi là ngoài xã hội. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng những bản tin cuối. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Bé gái 4 tuổi bị xe golf cán vì chú chó vô tình dẫm lên chân ga. Mới đây, tại một sự kiện tiệc mùa hè ở Westland, tiểu bang Michigan, có sự tham gia của sở cứu hỏa địa phương. Một bé gái 4 tuổi đã vô tình bị xe góp cán qua khi chú chó của sở cứu hỏa đã vô tình dẫm phải bàn đạp tăng tốc khi nhảy từ chiếc ghế của hành khách xuống khiến cho chiếc xe góp lao về phía trước. Nhân viên cứu hỏa xung quanh phát hiện ra ngay lập tức và đã cố gắng hướng chiếc xe tránh khỏi khu vực đông người và lều trỏng. Tuy nhiên thì trước khi họ kịp dừng chiếc xe lại thì nó đã cán qua chân trái của một bé gái 4 tuổi đang chơi gần đó. Bộ phận y tế của sở cứu hỏa đã kiểm tra và xác định cô bé không bị chấn thương nhưng hoảng hốt thấy rõ. Mẹ của cô bé đã từ chối điều trị thêm. Theo sở cứu hỏa, chỉ vài phút sau thì họ thấy cô bé đang ăn bắp rang và sau đó nữa thì đã nhảy nhót tưng bừng trong nhà bong bóng do sở cứu hỏa dựng lên người đàn ông trộm xe có ba đứa trẻ ngồi trong rồi bỏ trốn. Người đàn ông ở thành phố Akron, quận Hạt Summit, tiểu bang Ohio, bị cáo buộc trộm xe có ba trẻ em ngồi trong đó và bị cảnh sát truy đuổi trước khi bị bắt lại. Danh tánh nghi can được xác định là Mark Coyson, 44 tuổi. Sở Cảnh sát cho biết một viên cảnh sát đã bị thương trong cuộc rượt đuổi và phải nằm viện. Theo thông cáo của Sở Cảnh sát, mới đầu Coyson trộn một chiếc xe ở Akron rồi lái khoảng 20 phút đến thành phố Green thì xe hết xăng. Coyson định trộn một chiếc xe khác nhưng không thành công. Sau đó, ông ta chạy đến một tiệm Taco Bell gần đó và cướp lấy chiếc xe của một khách hàng nữ đang mua đồ ăn ở làng drive-thru. Trên xe có ba trẻ em là con của cô này. Cảnh sát cho biết trong quá trình vật lộn với khách hàng nữ trên, chiếc xe đã tông vào cửa hàng Taco Bell. Kho sinh thả hai đứa trẻ 6 và 5 tuổi xuống rồi tăng tốc chạy đi với đứa trẻ 2 tuổi ngồi sau. Chạy được một quãng thì ông này thả đứa bé còn lại xuống xe rồi bỏ trốn bằng đường 77 hướng về phía nam quay về Akron. Sau đó Kho sinh bỏ xe và chạy trốn vào rừng nhưng bị bắt lại bởi sở cảnh sát Akron phối hợp với sở cảnh sát quận hạt Summit. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ viên cảnh sát bị thương trong tình huống nào. Tiếp theo là bản tin liên quan đến việc đốt xe ở phía nam của Los Angeles, một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch. Vào khuya ngày chủ nhật đã xảy ra một vụ phóng hỏa xe hơi ở phía nam của thành phố Los Angeles. Sở cứu hỏa của thành phố đã thông báo như trên. Ai đó đã ném một lọ chất dễ cháy một tháng. Khi vụ cháy xảy ra, thì người đàn ông trong xe đã bị phóng nặng. Sở cứu hỏa đã đưa người này đến bệnh viện và hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch cảnh sát không tiết lộ thêm thông tin gì về vụ việc và vẫn đang tiếp tục điều tra. Và sau đây là bản tin cuối. Cháy tàu đậu bến Long Beach, hai người thiệt mạng, ba người bị thương. Một chiếc tàu giải trí đang đổ nhiên liệu ở một bến tàu Long Beach thì phát nổ và bốc cháy, khiến hai phụ nữ chết hai người đàn ông và một phụ nữ khác bị thương một người đàn ông nhanh chóng chạy khỏi chiếc tàu leo lên bến đậu trong khi người thứ hai chạy ra phía đuôi tàu và nhảy ùm xuống nước trước khi lửa bén tới gót một phụ nữ cũng nhảy kịp xuống nước nhân chứng kể lại một người lính tuần duyên về hưu có mặt lúc đó đã kéo người phụ nữ lên khỏi mặt nước trong khi một người bạn của ông đem chiếc thuyền nhỏ ra để vớt người đàn ông còn dưới nước lên hai người đang giúp đổ nhiên liệu cho tàu đã nhanh tay lấy bình chữa lửa xịt vào đám cháy nhưng không dập nổi ngọn lửa một người dùng vòi nước cố giữ cho ngọn lửa đừng bùng lên nữa trong khi chờ lực lượng cứu hỏa đem vòi rồng tới Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Long viết cho biết vào hôm Chủ nhật rằng nguyên do tàu nổ và cháy đang được điều tra, nhưng dựa trên lời khai các nhân chứng thì tàu bắt lửa ngay trong lúc đang châm nhiên liệu hoặc ngay sau khi vừa xong. Vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.